Đây là con ABS vuông. À, mới xúc cái lọc dầu là còn đi nghe các bạn. À, nên giờ xúc cái lọc dầu không rồi, bây giờ là đang gắp vô. Thôi từ đó giờ. Này ta kêu bằng gì anh? BS vuông hả? BS vuông. Cái chiếc của anh Sơn mình hỏi mình đây là chiếc màu xanh các bạn. Ở đây gặp chiếc của chiếc của anh Giác. Chiếc của anh Giác là màu đỏ. Bộ hồ nhớ thấy được hai chiếc. Bộ hồ thấy được hai chiếc, chiếc màu xanh, chiếc màu đỏ. Cái này là một cầu các bạn. Giá là 890 nè. Ủa anh nói là 890 luôn hả? Này ở trước nó có ống thụt nha. Chỗ sau nó là 18.434. Ở trong này thì nó đơn giản hơn. Cái dòng này nó nhìn nó xuống dưới chứ không phải xuống tay. Cái dòng này là nó xuống ở dưới anh chứ không xuống 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 tay giống như mấy chiếc kia ha. Xuống ở trên qua lăng á. Không một cây hết. Số này số khác rồi, khác kiểu mấy chiếc dòng BS kia. Giờ chuẩn bị đi qua giật cái chiếc BS 1000 bên kia lên nha các bạn. Giờ đang gáp cái vô. Gì hả? Không ao qua bằng cái đang giờ lấy bằng cái lụa quấn luôn. Cái bình dầu nó nằm ở đằng sau nè. Bình dầu nó nằm chà bá lửa đằng sau ha. Cái chai bình dầu nó nằm giống như là chiếc MTZ 50. Đây có cái thùng vết hồi xưa nè. Thùng vết là già hiếm luôn anh.
Bánh trước nó mất số các bạn ơi. Đây, còn cảnh em nó nè. Chuẩn bị nghỉ chưa? Rồi. Bây giờ còn một chiếc Belagos 825 thôi các bạn. 825 kêu bạn nè. Rồi giờ vô. Nhìn nó kêu gì vậy đó ha. Bánh 34, bánh 34 mình thấy còn chà bá lửa các bạn. 38 nó bự dữ nữa. Ở đây mình chạy khó chạy nha các bạn, nên mình quay đi giặt cho lắm nha. Ở đây đất mới khô nên nó chạy nó còn chặt bánh. Đó, giờ qua đầu lo chiếc bên kia lên nha các bạn. Cái clip này mình kết thúc ở đây. Còn các bạn xem cái clip tiếp theo của mình, cái clip mà giải cứu cái con BS ngàn nha các bạn. Mà về cái clip kia mình sẽ đăng trước quá. Đăng trước clip là đăng sau. Nên là coi clip kia xong rồi coi clip này. Đây trồng cái khu vực này nữa là xong các bạn. Ở đây là nó thuộc về cặp ganh bờ hồ. Nó thuộc về bên kế cho gần lịch sử, gần mấy bè bãi cát á.